À, xin mến chào quý anh chị khách hàng cũng như quý anh chị đầu tư, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho đến quý anh chị một cái căn nhà cấp 4 có diện tích là ngang là 8 mét, diện tích trong sổ là công nhận là 8 mét nhưng diện tích đất thì là 9 mét nha quý anh chị ha. Sâu 62 mét có 100 thổ cư. Thì lô đất đó là mặt tiền đường bê tông. Thuộc về ấp 2 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì lô đất này là nó cấp tỉnh lộ 765, khoảng 150 mét và nó nằm phía sau trường tiểu học Xuân Tây ở phường Hiệu 2 như quý anh chị ha. Thì đây là đường trước nhà mình đây. Đây tôi sẽ quay cho quý anh chị xem. Đây mình đây là cái đường bê tông trước nhà, đường thì xe hơi, xe ô tô, xe tải nhỏ mình vào tận đất, tận nhà mình luôn nhé quý anh chị ha. Thì hôm nay thì tôi sẽ quay cái đây cái nhà mình là nó có đây là mảnh đất của nhà mình đây quý anh chị. Đó, ở nhà mình đây, nhà cấp 4 xây được 2 năm, rất còn mới đó, còn đẹp nha quý anh chị ha. Rồi, xin kính chào quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà này, liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0935 605 866. Và xin kính chào.